Rồi bây giờ mình cắt sao? Không nở cắt ha. Không nở cắt. Cái con Phượng Liên đẹp. Con quay đẹp rồi. Ok. Quay rồi, quay rồi, quay rồi. Bây giờ con nhìn con cái cười nghe. Yeah, được. Rồi, yeah. Cho con cười bà lé đuổi làm gái, con gái 18 đi. Con Liên mới làm gì nè. Làm gì? Làm lại luôn con, làm lại con. Tiền quá hả? Tiền quá hả? Phương Liên hôm nay là ngày sinh nhật có 27 tuổi. 37 giờ xuống còn 27. 37 tuổi à. Giá nhiều quá. Cho ta trả giá chứ phải mà. Ok, rồi hôm nay là ngày chủ nhật. Cả nhà đi đâu bạn? Đi ăn thôi nồi của Phượng Liên. Thôi nồi của Phượng Liên. Thôi nồi 73 tuổi. Hôm nay vợ tròn đây, đường đi vô nhà của cô Liên. I'm born in 1972. Đó, bổ rễ cho mình lúc nào ba mẹ tới cô cũng để trộn ba mẹ quá. Cô Liên ưu đãi lúc nào bác ra bác Liên cũng để. VIP parking. Hôm nay mình đi khám phá nhà cô Phượng Liên nha. Đây. Nè, giơ cái bà Liên nè. Rồi, giơ tôi lên nha. Rồi, đi ông ngoại vô đi ông ngoại. Hôm nay là sinh nhật của chị Phượng Liên. Ở nhà chị Phượng Liên. Trước hai ngày. Dạ cô, thưa cô. Đây. Rồi, dạ cô Phương Liên. Dạ bà Phương Liên. Đây. Nè, ai đứng trong kia nữa kìa. Happy birthday. Happy birthday bà đấy con. Con cảm ơn. Bà Liên đây bằng áo đẹp quá vậy ta. Bông đẹp quá. Dạ bà. Bác Nguyễn. Cô giáo, bác. Dạ, mà. Dạ, khỏe. Giỏi quá vậy. Nó là hôm nay qua nhà bà Liên là chơi với chó nha. Nó mê đó. Mẹ con cho nuôi không? Không. Không rồi. Nó nuôi bằng mà mấy mà con nuôi. Dạ không mấy cái chỗ của thằng này nó quen đấy đừng biết không? Bữa chị biết không? Mượn về có một ngày thôi, lần đời sáng hôm sau ba mẹ nó dọn nhà rồi. Không sợ ngồi với Hải thôi. Buồn quá. Không không rồi nó tạm nó về đi nha. Nó tắt là con này nó ngu vậy đó. Mà nó quen vậy rồi, lần sau là đi lợi là gặp thì nó lúng quá, nó một lần nhớ rồi. Giờ đi con rồi. Để dưới cái mặt nữa. Thấy chưa? Yeah. Phải nha. Lấy cái bánh cho con cô Phương Liên là thích heo lắm. Nhà là đầy heo hết. Cô tự nhiên cô Liên là tuổi hợi. Thank you.
Hôm bữa mẹ nói là má vô bệnh viện là ok. Ok. Dạ. Thì vô nước biển gì nào, thành kinh bao tử mình lo cái miệng. Dạ. Cứ làm cái mặt ói, vô tổng im đơn là cái vậy. Vậy hả má? Nhưng má không được cái ốm á. Dạ. Đây là khu vườn nho nhỏ của cô Phượng Liên. Đó. Hoa trên treo rồi hoa dưới nhiều lắm. Cũng từ đó em mơ ngày đẹp nhất, hai đứa mình cùng một chuyến xe qua. Ngờ bên đây lên ghế lên bàn ngồi đi để cho mấy người đây phục vụ cho bên đây cơ Phượng Liên nè. Bây giờ là cái này con phải làm chứ rồi con người khác cũng được. Dạ. Ồ, quên cái này là cái này cái quan trọng mà quan trọng của cô ha. Lấy này ra thì cô tốt ngày cứ giữ eo không hả. Dạ ông con dạ. Dạ, này là sắc cái dây nữ đó. Dạ. Trời ơi tối ngày nó làm chả ốc không ở bao nhiêu nhà đó. Sắm nhà lầu. Sắm nhà lầu. Chị ơi chị đợi chị nói mấy lời đi rồi. Rồi bắt đi. Bắt đi ngồi. Dạ lời sao bụng rồi chị ơi. Quỷ ngồi sao quỷ đi lấy cái ăn. Rồi mọi người khoan vô đã. Hiểu. Không biết ăn cái tiệc gì nên con ngại quá phải nói chứ. Sinh nhật Phượng Liên mới có 7 tuổi. 37. 37 à? 37 tuổi. Còn em còn bé lắm anh ơi. Bố Vinh nhướng mắt. 37 ở đây mới có 18 à. Hai chồng trẻ quá à. Cái biết nào mà hai anh chị quá trẻ vậy. Con đang lấy cái nước con sáo được không? Con đang có cái nước trước tôi đó hả? Con để lấy cho để chị ở đây nước lạnh. Con lấy con lấy chai nước lạnh cho ba. Chả ốc. Còn cứ ăn thoải mái chả ốc nha. Mình mới đặt thêm của cô Liên là lúc nào cũng có món chả ốc. Thoải mái chả ốc là trên 100 cái lận. 100 cái lận nha. Wow. Nước mắm, nước gừng của chả ốc là nè. Nước mắm gừng. Ai cần gì ta sẽ la lên. Cây quê này là nó bỏ miệng lớn rồi phải không? Dạ. Làm sao nhớ để đồng hồ reo coi coi đó rằng mình lấy ốc. Mấy giờ? Lần sau đây ha. Nói chứ cái lương của mình nó ưa ai có gì cái đặt cái chết tên luôn á, chết tên luôn á. Chết tên luôn. Đúng ạ. Nhưng năm điển vậy. À năm điển đó. Năm điển. Ở nhà con dạ. Có tự uống không? Lâu lâu mới. Mình nó chế được ngộ kêu ngộ. Con lại. Phải vậy không? Dạ. Cái gió nó ra được. À, tức là mình mang cái mặt nạ mà mình thổi đàn cày nó tắt á. Dạ, là mặt nạ nó mỏng quá, mỏng quá. Dạ. Chung nó thổi bánh đều. Đây là mặt nạ nó có mấy cái đó đây, chỉ thích nước mấy cái đó đây. Chen chen cho mà mắt cười. Happy birthday, 37 tuổi.
Cái anh có chứa đâu. Cái gì vậy Hằng? Hằng nào? Nên thịt, nó tên đi vô bộ luôn. Bởi vậy có cái ông đó, ông được đài phỏng vấn hả con? Ông nói là tại sao mà yêu thương vợ quá, lúc nào cũng gọi vợ là honey hết á. Cái đài là hỏi nó, ủa sao mà ông cứ bí quyết nào, ông cứ kêu vợ ông là honey hoài vậy? Thú thật với đài là tôi không biết ta nói cái gì. Honey thôi. Kêu vậy cho nó gọn để kêu lộn nữa. Kêu lộn không tên đấy sao? Chúng mấy chục năm mà cứ kêu honey không mà. Chia chia. Vô honey, vô honey. Có tiếp tế rượu không? Rượu vừa cạn là có rượu mới nữa rồi. Nửa còn nửa, nửa chai còn nửa chai. Dòng họ phụng không sai không về anh hai vợ anh đó là đi kêu qua dữ nha. Rồi vô ngồi chú vô hai em dạ ngoại trẻ con ngoại rượu ngoại ngoại trẻ lúc này hai chồng to là bác cùng bốn hiểu không cười không hả chị thông cảm em bữa thì đi kêu qua bữa thì anh đi đá sợ đi lạ. Có đủ rồi, đủ rồi. Ở Việt Nam mà đã ở cùng sớm với em. Chị Sáng bữa nào muốn ăn ha. Đưa cho chị vô là ăn tại nhà cho cô. Nó nướng rồi đó. Em á, lý nó đổ cuối chân trời. Thì xách hai cái chảo nó theo rồi. Đó, đang xách đồ nghề của nó. Xài lấy hai chảo nó. Anh trước khi ấy là phải thay đồ liền nha, điệu khỏe lắm. Vừa xong cái bấm nút liền. Biến liền hả? Biến liền tại chỗ. Mời con nghe. Ok, chở cho con kia. À, vô, vô. Thứ hai để con mua cái chậu á. Cho đẹp. Không, cái cây của con đẹp. Con táo gì? Có cái bánh xèo để chừa cho con với Phong nè. Dạ. Cái đũa con. À, cái đũa nữa kìa con. Có rồi. Con phải lấy chén, lấy chén, lấy chén. À, tôi bánh xèo rồi nha. Con này là đại hội ha. À, chú Phong, chú Phong. Bạn hai muốn hỏi chú có phải dân nhậu không? Còn bò kho nữa nè. Bò kho nữa hả? Bò kho nữa. Con uống được, uống được cho con uống sáng. Con có pha. Không xa hả? Okay. Hai vợ cho nên này cũng chút thôi. Không lợi gì sáu ở đây người ta uống rượu có pha đâu. Trời ơi. Ở đây uống rượu có pha đâu. Không có uống sức chất không à. Dạ. Dạ. Rồi hai đứa tự nhiên rồi ăn đi, ăn đi. Cứ tự mong nha, cái này trước cái đã. Dạ, mấy cái kia chảo nó kia nó. Này là liên ốc nè, cái liên của ốc của chị Liên là liên ốc nha. Ốc liên, ốc liên. Ốc liên. Nó nhỏ mà nó nhiều chuyện. Nó hỏi mình ăn gì nó ăn chè con. Chè gì? Mày biết chè được rồi. Con biết chè gì? Đâu đó thì hồi đó thằng con coi mày, nó má mày cho ăn chè. Nó chạy đi nó nhiều đi vậy ta. Má ơi má, má đưa cái ly hàng chú. Ông mày bảo quốc cho ăn chè hả? Vui lắm em đi đoàn hát. Vui, vui, vui lắm. Vui lắm. Quốc hè này đốt pháo bông nhiều hơn mọi năm đó nha Quốc. Quá trời luôn. Năm nay đốt pháo bông quá trời đốt. Hình như cái gì cấm đó. Vô bố ơi. Vô, 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 vô. Chúc mừng sinh nhật Phượng Liên. Nữ nghệ sĩ Phượng Liên. Cảm ơn cả nhà. Nhưng mà đúng nha, ông hát cái giai điệu sở lá đúng là một cái thằng thư sinh mà một cái thằng cơ giỏi. Thầy tâu dĩa rồi nhà cô quản là ông làm hết trơn. Đó còn cái cô là ổng là sau này ổng đứng ổng là xếp xong ổng với chú Á Thầu. Cô nhớ chú Á Thầu không? Người Quảng Đông là thầy của Thanh Tòng với đám tụi con. Từ đó anh rời bỏ quê hương lao vào gió bụi. Đã mấy mùa xuân quê mình ly loạn, đã mấy lần thu khói lửa lan tràn. Cánh đồng sâu vắng bóng những trai làng, đàn trẻ ngây thơ tóc còn để cho phía sống đài. Biển ở đây đây hả? Dạ, biển ở ngoài này nè. Không, tại con có nó sẽ em. Không về là tại sao? Con sáng, con sáng, con sáng. Phải tính dẹp bớt mới nè, để ôm bánh được. 2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
mấy tuổi? Hai hủi mặt gì liếm cái đi. Mấy tuổi đó? Sức khỏe lúc nào cũng đẹp, trẻ. Cái tiền này có phải nhờ con vẽ con bán cho bà ngoại không? Quá gia đình nãy giờ hả con? Dạ, đúng rồi đó. Chị có ai mà vậy không? Bố đầu đem bức tranh lại cái hỏi nhiều tranh nhiều quá tâm rệt. Bắt cho con. Thôi thèm. 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 Cây dao. Bữa nào nó mà nghe con than hết tiền là nó gom canh đi bán. Ủa cái bán cho mình bà ngoại. Cây dao của nó đâu không cho mình cây dao. Dạ, nó không cho cây dao gì trơn á. Rồi bây giờ mình cắt sao? Không nỡ cắt nha. Cái tên Phượng Liên đẹp. Con quay đẹp rồi. Quay rồi, quay rồi. Cho con cười bà lé đuổi làm gái, con gái 18 đi. Con Liên làm gì nè. Làm lại luôn con, làm lại con. Trước hết là sức khỏe nha. Thứ nhì là tài năng dữ như vậy. Một cái người nghệ sĩ mà tài năng, đức độ, nghệ thuật cái gì cũng là số một hiện thời. Một trong những người nghệ sĩ mọi người luôn nhớ nhất chị. Cảm ơn. Thấy em nhớ chị ba. Chúc bạn già sức khỏe. Tao 37 mà già. Bên chị mới có 37. Tại hai đứa chứ bạn già mà. Sức khỏe trước nha. Cái điệp mỗi lần lên sân khấu, mỗi lần chị nghe bà ca cái thâu cái bài tôi nghe tôi khóc đó, tôi kêu bà liền ráng sức khỏe và còn ca rồi cho khán giả nghe nha. Rồi tôi sẽ đưa bà tôi đưa bà cái cây cái bài cái bà nhắc vậy mới nhớ cây bông đó. Cái gì cái gì cái gì cái cây đó không có nó nhỏ ui đâu có đó đâu được. Cười quá. Cảm ơn già rồi muốn nói gì nói rồi, mà rồi muốn nhớ gì nói đó nghe cái gì thôi bên này nghe lời này trả lời như cô thì sao mà không làm là vui ha ha. Em thấy vậy mà vui á, vui á. Rồi cắt bánh đi, bánh đi. Con cắt được không hay để tụi con? Rồi con cắt. Rồi cắt đi con. Con đi. Nó cắt tay. Để đây đem xuống dưới tụi con xử. Rồi đem xuống dưới xử luôn đi. Xuống dưới xử. Kêu bạn nó lên nhớ phải làm gì. Dạ chị sáu để em được được em phụ em ơi. Đây đó quang cảnh của nhà cô Phượng Liên ấm cúng. Đây quà cho cô. Đây là chị sáu của tôi. Còn bữa nay thiếu bà chị thứ hai lớn hai thứ là chị Hai Nguyên rồi chị Sáu Nguyên và chị thứ nhì. Rồi bây giờ là con cái Phượng Mai là coi như là nhớ cô cháu mình đi con đi đi trên núi gì đó rồi chụp cái làm cái gì nếu mà nói ra nhiều lắm nhiều lắm cái gì á nó làm con từng thế giới Mỹ mà hai mẹ con đi lên
cho cái chồng đầu con chồng thấy Mỹ chứ chồng thấy Mỹ gì à, gì Liên á à. Đó rồi. Cái đầu Tâm Xuân nữa con đầu dạ đầu Tâm Xuân Liên cái gì Phương Liên đó đó họ làm con hiểu phải không mẹ Tầm Hương Liên Tầm Hương Liên Tầm Liên Tầm Hương Liên rồi rồi con gửi dạ ba bầu Quyển làm tổ hương bầu á hả gì hồi đó hai người đó hát Lữ Bố với Điêu Thiện tám là cái người bút cái đó trên cái đó con là người làm cảnh vậy thì thấy rồi hồi đó tôi chở đi không ra à, đi lên sáng cái núi là 8 giờ cô Liên đeo bao tay đội nón nha là chạy không ra mà bút càng ten là ở trên hồn tháp chạy xuống lên đi lên núi càng chụp lên làm điện lên làm thành trên Mỹ rồi đi chung giả Lý Hương nữa trời ơi cái Nguyễn vô đây đây để chị vô tôi vô chỗ cũ Nguyễn nè đây dạ của em có chưa thì đã có cái này không có ngọt lắm đâu đó dạ có quá ồ nó làm cảnh có lúc cô Liên hát thấy cái chuyện đó Lữ Bố thì tiền đó có làm cảnh cái show mà em cực nhất là cái show nhà hàng hôm nay nè ốm luôn à ốm luôn á quê quá rồi nó nói tới con còn gì quải hả quải luôn nhờ thấy tổ biết nó ghê vậy đó trời ơi ốm vô dài hai đứa ốm hết rồi nó ghê dựng tóc giấy mà đâu còn tóc đâu mà dựng nó nổi tao biết không tao biết không sân khấu cô chưa qua của con cái phong trào mà làm sân khấu tân nhạc ra không để mà thay màn đổi cảnh ở trong không là chết con ý là mới mi nói là bà kỹ bà kỹ đến đổi mà hay gì nhưng má mi hát đi má mi không cần đếm má mi là biết hát cái cú nào mà nó dạo cái intro lên cái là má mi nhắm là má mi chi diễn phải không đúng không nhưng mà đối với tụi ba Thanh Nga đó bà không phải là chuyên về cái hải cái lương hồ quản nhưng mà bà là cái người đầu tiên hát với cậu Mười Đức Phú là cái giai chức Quân Đài mà bà lúc mà bà tập á bả nhịp á thay vì cái intro á nó phải có intro rồi khi con mới vô nhạc này lên ví dụ như ta ngày xưa đó là vậy thì cái intro nó dài vậy đó thì chị ba chứ không biết cái đường nào vô rồi bả nghe trước cái bả đếm từ cái đầu tăng cho tới cái câu vô đó à là bao nhiêu nhịp bả đếm ở trong cái bụng thì bả không vừa đếm trong bụng mà cái tay bả vừa diễn là bả cầm cái quạt á bả nhịp như là ta một ta hai đó vậy á thì bả đếm đúng cái số 7 đó bả vô ngay đầu tăng mà bả nói là nha cái kiểu là cũng như là bả nói chị ba khôn lắm em chị ba chỉ là đếm vô một cái vô khớp mà thiệt vô ngay khớp luôn rồi thêm một cái màn lương sân bá chung đài đấy con nói cho tám nghe là cái màn mà lúc mà thiêu đó hai người trao đổi thiêu đó thì không có cái vụ mà để biểu diễn đờn kìm nói bây giờ Lương Quynh thì lúc đó cậu Mười mới nói thêm cái màn đó cho chị ba là Lương Quynh bây giờ là Lương Quynh mình trao đổi giờ gian thơ thì thôi bây giờ Lương Quynh em sẽ tặng cho Lương Quynh để sẽ tặng cho Lương Quynh một bài hát thì lúc đó đó cậu Mười là để cái nhạc băng lên đó là cái đờn kìm mà cái đuôi chiêu quân là khi mà vô tăng là ổng vô cái intro đầu tại ổng là vua mà con hút bả có một cái bả chịu khó cái đờn kìm này nó tròn phải cầm cho đúng cái đờn kìm mà bả ngồi bả cầm cái đờn kìm bả bấm cái phím cứ bằng một cái nốt á tăng không có sai một cái gì hết con có mặt con đó mà đây phải bái phục bà nói là bà chịu khó mà khoái lắm nha đây nhỏ bà biết cắt hết trơn rồi bây giờ là vô lại có nhịp phải nhịp nha mà bà không phải là nên không phải bà đếm miệng mà bà đếm bụng nhịp bụng trong này đã đúng hai birthday của cô đúng không birthday của cô ngày lucky của con rồi hả? Tin cũng vui cho bà này nữa là gì không ông Trump có cái fundraiser ở Texas 29 tay tụi con mời vào bệnh dữ anh đi mình hả đi hai đứa luôn đi hai người tụi con em bỏ tôi một mình đừng bỏ em một rồi, mình mai phải đi mua bộ đồ ở mệt mặt nha à. Đó chứ chị nó đi qua tuxedo rồi nó gọi nó báo tuxedo hả lúc nào cũng được vậy luôn
rồi. Happy birthday con. Cảm ơn con. Dạ. Con nhớ chú nấu mì cho con ăn ngon lắm. Cảm ơn con. Woman. Woman. Không phải girl. Không phải girl đúng rồi. Bữa nay woman. Bữa nay woman. Phương Liên hôm nay là ngày sinh nhật có 27 tuổi. 37 giờ xuống còn 27. 37 tuổi à. Giá nhiều quá. Cho ta trả giá chứ phim mà. Cảm ơn khán thính giả đã còn thương mến Phượng Liên. Nhân cái sinh nhật này mà có cái những cái lời chúc á thì Phượng Liên cũng cảm ơn và chúc quý khán thính giả được nghĩa là dồi dào sức khỏe và thân tâm an lạc. Năm ngoái nhớ bến đê năm ngoái là mình bàn cái vụ làm live show là năm nay nè. Rồi mà nên năm nay vô mùa dịch rồi sao sao dịch khoan, kệ mình dời dịch đi. Nó làm sao nữa. Dịch ba cô cháu ôm nhau nha. Bye bye khán giả nha. Ba khán giả nha. Sức khỏe là trên hết nha cô. Vô cười hoài vậy nha. Chừng nào mà muốn cười kêu tụi con tới. Cái mặt qua đây cho tụi bye bye nè. Khán giả bye bye. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm cho con già đi bắt luôn. Là trong bộ phim nè. Dạ hôm nay xin chào cô ạ. Ừ đúng rồi đâu chú. Cái bên chủ cũ.